Nguyệt lòng mơ đau dài đời, nhâm giường long giá ngày giờ chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp trời. Đó là Nhơn Triệu Trân Như, được nên hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lần chẳng thối không mòn, những điều lời ấn hành còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ tâm, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Khởi nhân cớ tin rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tối mê cầu đăng trí tri vẹn toàn. Dạ con xin sám hối, con hơi trễ. Dạ con xin thay mặt đạo tràng, chúng con kính thân thịnh thành Phật vị sư từ bi tiếp giảng như dự pháp ngày hôm nay. Dạ con kính thỉnh ngài, kính chúc đạo tràng một buổi thính pháp được như lời ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Kính lễ tam bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp tục thanh tịnh đạo phần những mảnh đất cho tuệ sanh khởi. Đây, ở tuần trước chúng ta nói về sự trợ duyên của 18 giới ở trong lộ ngũ, ngũ môn, tức là nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, làm duyên cho nhận thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và sắc giới, thinh giới, khí giới, vị giới, xúc giới, làm duyên cho nhận thức giới, nhị thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới. Ở trong lộ trình tâm ngũ môn, lộ nhãn môn, lý nhĩ môn, lộ tỷ môn, lộ thiệt môn, lộ thân môn, lộ trình tâm diễn ra trong đời sống bình nhật, nó có hai là lộ trình tâm diễn tiến ngang qua ý môn, ngang qua ngũ môn. Mắt tai mũi lưỡi thân, bắt cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Còn một trường hợp nữa là lộ ý môn, lộ ý môn này sắc bình nhật, khi mà tâm biết cảnh pháp, cảnh pháp ở đây tức là cảnh danh pháp hay là cảnh
sắc quá khứ, vị lai, sắc pháp đã qua, nó không còn hiện tại mà đã qua mình nhớ lại, rồi tâm biết diệt ngang qua y môn. Thì lỗ y môn này chúng ta ôm lại một chút để chúng ta tiếp tục chúng ta học về cảnh cảnh pháp mà nó trợ cho y môn. Cái lỗ y môn đó trong thời Bình Nhật của chúng ta nó gồm có lục ý thông thường và lục ý đặc biệt. Lục ý thông thường như là chúng ta đang suy nghĩ công việc, hay là chúng ta nghĩ ngợi về cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh xúc mà chúng ta đã từng thấy, nghe, ngửi đến được. Đó là lỗi môn thường, thông thường. Còn lỗi môn đặc biệt đó là lỗi đắc thiền, nhập thiền, hiện thông, đắc đạo quả, nhập thiền quả, rồi nhập thiền diệt. Đó là lỗi đặc biệt. Khi mà nói đến cái phương thức trong lỗ tâm ý vô đó, thì hữu phần ý thức giới trợ cho khai ý môn. Rồi khai ý môn trợ cho tâm động lực. Nó bằng năm duyên là vô gián duyên, liên tiếp duyên, vô gián cận y duyên, vô hữu duyên, ly khứ duyên. Những cái duyên này chúng ta đọc qua, quý vị nhớ từng duyên. Vô gián duyên tức là sát na trước trợ cho sát na sanh, sau không có gián đoạn. Liên tiếp duyên có nghĩa là vô gián duyên, vì rằng vô gián có nghĩa là liên tiếp. Mà vô gián duyên hay liên tiếp duyên thì cũng gọi là vô gián cận y duyên, là bởi vì cái quy luật hễ cái sắc na trước diệt luôn luôn là trợ cho sắc na sau sinh khởi, lâu ngày nó thành cái nếp. Cái trường hợp vô gián cận y, chúng ta nhớ trường hợp như thế này cũng giống như khi mà hai người đứng ở bên cái cối giã gạo. Ngày xưa có bự lắm, có to lắm. Cái cối đó, lúa ở trong đó thì hai người này đập xuống khi mà cái chài của người này dỡ lên rồi thì cái chài của người kia đập xuống, và cứ một cái chài bên đây bên kia đập xuống dỡ lên, đập xuống dỡ lên, không bao giờ hai cái chài mà nó
đập xuống một lượt hay dỡ lên một lượt, cái trước cái sau, cái trước cái sau, cái trước cái sau, lâu ngày nó thành cái, thành cái thường cận, thành cận y, thành cận y, nó nhịp nhàng lắm thưa quý vị. Cũng như tâm, tâm thì diệt, tâm đi sanh, tâm trước diệt, tâm sau sanh, tâm trước diệt, tâm sau sanh, cái đó gọi là vô gián cận y. Như vào trường hợp vô gián duyên, liên tiếp duyên, vô gián cận y duyên đó, chúng ta phải hiểu giữa năng sở không có mặt đồng một lúc, cũng giống như hai cái chài ở hai bên, vì cái khối á, nó vừa cho một cái chài đập xuống thôi, cho nên khi mà cái chài này dở lên thì chài kia mới đập xuống, rồi chài kia dở lên chài này mới đập xuống, nó nhịp nhàng như thế. Cho nên hai cái chài không có mặt, không đập xuống cùng một lúc. Như vậy chúng ta gọi là vô hữu duyên. Vô hữu tức là không có, không có mặt. Mà là vô hữu duyên đó, có nghĩa là năng sở nó liền nhau, gọi là ly khứ duyên. Cái đó ôm lại cho quý vị nhớ chứ, để thôi Phật tử chúng ta trải qua một tuần lễ chúng ta quên hết, chúng ta không có nhớ. Quý vị còn nghe rõ chúng tôi nói không? Dạ, dạ, tốt quá. Kế tiếp là động lực. Động lực bao giờ cũng thuộc về ý thức giới. Thì động lực sắc na trước trợ động lực sắc na sau đó. Ý thức giới, động lực trước trợ ý thức giới, động lực sau rồi bằng sáu duyên, là năm duyên trên và thêm cái trùng dụng duyên nữa. Cái này cũng dễ thôi, không khó. Thì đó là phương thức trợ duyên ở trong tâm lộ ý môn. Còn xin lỗi quý vị, hôm nay chúng tôi bị cảm cho nên chúng tôi hơi nhức đầu một chút, nhưng mà chắc có lẽ giảng được, giảng xong cho không có đến nỗi. Bây giờ thì chúng ta nói riêng về cảnh pháp. Cảnh pháp ở đây tức là gọi là pháp giới. Thammatthātu. Thì ở trong thanh tịnh đạo đó, Ngài Bố Thân Khô Sát này giải kỹ cái vấn đề này. Mà ở trong cái giáo trình học Tạng Pháp,
Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự, Ngài cũng giảng giải, Ngài rút vào trong Thanh Tịnh Đạo ra Ngài nói. Do vậy chúng ta đã học về cái giáo trình sơ cấp vi diệu pháp của Hòa Thượng Tịnh Sự dạy rồi, thì chúng ta học cái này cũng không khó lắm. Thí dụ như nói về pháp giới hay là cảnh pháp, nên hiểu rằng cảnh pháp thuộc về danh quẩn. Nếu là thành tố của tâm thì nó trợ cho bảy thức giới bằng nhiều duyên, như câu sinh duyên, hộ tương duyên, ý chỉ duyên, tương ứng duyên, hiện hữu duyên, bất ly duyên, vân vân. Nếu pháp giới là đối tượng của ý thức giới thì trợ bằng những duyên như cảnh duyên, cảnh trưởng duyên, vân vân. Nó chỉ hai cái trường hợp đó. Những cái vấn đề này Phật tử chúng ta học hiểu thì càng tốt, mà không hiểu cũng không sao, bởi vì ở đây nó qua cái lĩnh vực chi tiết để chúng ta nghiên cứu. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được thì vậy chứng tỏ rằng cái trí tuệ của chúng ta cũng sắc bén. Nhưng mà vì ở đây khi mà chúng ta học Thanh Tịnh Đạo, trong cái phần này là chủ yếu để chúng ta biết và chúng ta tu tập. Ngài Bố Thất Phu Sáng, Ngài còn giải thích cái sự trợ duyên cho thức sanh khởi đó. Không phải chỉ có căn và cảnh mà còn những yếu tố khác nữa. Các vị A Sa Lê tiền bối nói rằng nhãn thức sinh khởi do yếu tố con mắt có cảnh sắc, có ánh sáng và có sự tác ý. Nhĩ thức sinh khởi do yếu tố có lỗ tai, có cảnh thinh, có khoảng trống và tác ý. Tỷ thức sinh khởi do yếu tố mũi, cảnh khí, thức gió và tác ý. Thiệt thức sinh khởi do yếu tố lưỡi, cảnh vị, chất nước và tác ý. Thân thức sinh khởi do yếu tố thân, rồi cảnh xúc, rồi chất cứng và tác ý. Ý thức giới sinh khởi do yếu tố tâm hữu phần. Tâm hữu phần ấy, hữu phần rung động, hữu phần dứt vọng là ý môn. Rồi tâm khai ý môn, ý môn khác và tâm khai ý môn khác của quý vị. Rồi cảnh pháp và có sự tác ý. Thường thường khi mà học nhiều pháp, ít khi chúng ta nói đến cái sự sanh khởi của ý thức, mà chúng ta chỉ nói đến sự sanh khởi của nhãn thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức mà thôi. Bây giờ ở đây Ngài nói thêm cái chỗ này. Như vậy là chúng ta đã xong về cái phần trợ duyên của 18 giới. Thì ở đây
lưu ý một điều như thế này. Căn làm duyên cho thức, căn cảnh và thức thì căn làm duyên cho thức được. Bằng cách là tùy sanh duyên, vân vân. Nhưng ngược lại, thức nó làm duyên cho căn, như nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Cũng được, nhưng mà bằng cách gọi là hậu sinh duyên thôi. Cảnh làm duyên cho thức, tức là làm duyên cho tâm được, bằng cách cảnh duyên, cảnh tượng duyên. Hay là tiền sanh, cảnh tiền sanh duyên, chúng ta nói cái đưa được, nhưng mà tâm không làm duyên cho cảnh được. Còn cái câu mà người ta nói, câu của cụ Nguyễn Du là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ đó, không phải là tâm nó ảnh hưởng cảnh, mà vì cái tâm buồn thì con người ta nhìn thấy cảnh dầu cảnh đời là hấp dẫn hữu tình, mỗi khi thì hấp dẫn hữu tình, nhưng bữa nay tâm trạng buồn cho nên nhìn cảnh đó nó không có hứng thú. Thì người ta, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, nghe mình tưởng đâu là cái tâm buồn nó khiến cho cảnh cũng buồn theo, không phải vậy. Mà tại mình đang buồn bực cái chuyện gì đó thì mình nhìn cái cảnh đó thì mình cũng không có hứng thú. Thành ra đứng ra cụ Nguyễn Du mới dùng cái cách mà gọi là nhân cách hóa. Nhân cách hóa, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thì cái đó chúng ta hiểu như vậy trong văn thơ thôi, chứ chúng ta không có đem áp dụng ở trong thắng pháp được. Nói tóm lại là pháp hữu vi nó sanh khởi không phải tự nhiên, ngẫu nhiên mà có, ngẫu nhiên mà sanh, mà nó phải được cái sự trợ giúp của những cái năng duyên. Nhưng mà qua nhiều cái khía cạnh, nó mới trợ duyên được. Bây giờ cái về duyên hệ đó, duyên trợ cho 18 giới, chúng ta đã nói như vậy là xong. Bây giờ chúng ta nói đến cái khía cạnh cần được thấy, đất thấp và tô. Ngài Bố Tha Khô Xá, Ngài luôn luôn trong mỗi một phần mảnh đất cho tuệ sanh khởi, thì cái phần chót là Ngài hay dẫn chứng những cái ví dụ ở trong đoạn kinh. Khi mà nói đến khía cạnh cần được thấy, nghĩa là 18 giới này cần được nhận thức như thế nào.
tất cả hữu vi giới sang khách tạp tha tú cần được thấy tách biệt với quá khứ vị lai, cần được thấy không thường hằng, không tịnh, không lạc, không ngã, và cần được thấy các giới hiện hữu tùy thuộc vào duyên. Ở đây một điều mà chúng ta cần phải lưu ý, tức là khi nói đến pháp hữu vi, thì chúng ta nên hiểu là nó vô thường, nó không lạc, không có ngã. Cho nên cái triết lý mà thường lạc ngã tịnh đó, cái đó nó rơi vào cái tình trạng tà kiến. Người mà học thắng pháp hiểu rõ được các giới tha túc hiện hữu tùy thuộc vào duyên thì không có vấn đề thường lạc ngã tịnh được. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói riêng biệt thì căn cảnh và thức như là nhãn giới, sắc giới và nhãn thức giới, gọi là căn cảnh và thức, cần được thấy qua thí dụ như là nhãn giới ví như mặt trống, sắc giới ví như cái dù trống, nhãn thức giới ví như cái tiếng trống, hoặc là nhãn giới ví như cái gương soi, sắc giới ví như cái khuôn mặt, nhãn thức giới ví như cái dáng khuôn mặt, hoặc là nhãn giới ví như cây mía hay hạt mè, sắc giới ví như máy ép, nhãn thức giới ví như nước, mía hay dầu mè, hoặc là nhãn giới ví như thanh gỗ, sắc giới ví như cái dù lửa, và nhãn thức giới ví như ngọn lửa. Các cái bộ ba nhị giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới cũng hiểu theo cái thí dụ trên. Thì ở trên Ngài cho nhiều cái thí dụ để nói về căn cảnh là thức. Nhưng ở đây chúng ta nên hiểu theo cái chót đó, cái thí dụ chót. Cái miếng gỗ cứ người ta muốn lấy lửa, người ta dùng cái miếng gỗ, thanh gỗ cứt, người ta lấy cái dùi, người ta dùi xuống, người ta xe để cho cái dùi nó ma sát vào trong thanh gỗ và nó tạo ra lửa. Thì cũng giống như căn cảnh là thức vậy đó. Khi mà căn đối chiếu với cảnh thì nó sẽ phát sinh thức, như nhãn thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, vân vân. Chúng ta phải hiểu như vậy. Ý giới theo sự hiện khởi thì nên thấy như là tiền hô hộ của nhãn thức giới,
nhĩ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới. Vì ý giới này nó có ba, tức là khai ngũ môn, thì nó là giống như cánh quân tiền quân đi mở đường phía trước. Rồi nhãn thức giới thì nó cũng giống như là trung quân. Và hai tâm tiếp thu, tâm tiếp thu nó sinh khởi sao tâm, nó cũng thuộc ý giới. Cũng giống như là hậu quân. Cho nên ý giới khai ngũ môn, ý giới tiếp thu nó trận ở đầu và sinh khởi ở sau, rồi nó kẹp ý thức giới ở giữa sinh lên. Bây giờ chúng ta nói về pháp giới, thọ quẩn nên thấy như là mũi tên hoặc là mũi lao. Còn tưởng quẩn và hành quẩn quý dư thương tích do lao tên thọ quẩn. Hoặc tưởng quẩn phạm phu quý dư cái nắm tay không. Thực ra thì mấy cái này nó thưa vị, ở không chúng ta nghiên cứu trong thanh tịnh đạo, chúng ta thấy mấy cái thí dụ này chúng ta dùng trí để chúng ta suy tư, chúng ta thẩm nghiệm. Chứ còn khi mà chúng ta trình bày cho nghe thoáng qua chúng ta không hiểu. Bởi vì pháp giới ở đây đó, nếu mà nói trên phương diện chi pháp đó, thì pháp giới tức là 52 tâm sở. Pháp giới là 52 tâm sở, 16 sắc tế và niết bàn. Thì ở đây Ngài phân tích từng cái. Trong 52 tâm sở thì có thọ, sở thọ, sở tưởng và 50 sở hữu còn lại. Thì thọ đó là thọ quẩn, tưởng đó là tưởng quẩn, và 50 tâm sở còn lại là hành quẩn. Thì thọ tưởng hành đó là pháp giới. Thì đối với thọ quẩn thì nên thấy như là mũi tên. Bởi vì hệ mũi tên nó mà bắn trúng thì nó rất là đau, cảm thọ mà. Vì vậy cho nên có những cái hình vẽ mà bánh xe luân hồi đó, chúng ta thấy xúc duyên và thọ. Thọ ở đây có một người bị mũi tên bắn vào con mắt, thọ ví như mũi tên. Tưởng quẩn và hành quẩn ví như thương tích do mũi tên nó bắn.
Thì nói tóm lại tức là pháp giới mà thuộc về thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn thì chúng ta hãy suy xét, hãy quan sát thọ quẩn là khác, tưởng quẩn là khác, và hành quẩn là khác. Và bây giờ trong pháp giới có sắc pháp, sắc ở đây là sắc tế, thì sắc pháp nên xem như là bánh xe gai, thì nó là dấu hiệu của hữu nghi. Nhưng mà đối với vô vi pháp giới, tức là niết bàn, niết bàn cũng là pháp giới, nhưng mà niết bàn được gọi là vô vi pháp giới chứ không phải là hữu vi, thì đối với niết bàn cần được xem là bất tử, tịch tịnh, an ổn, vì là tính chất đối lập với mọi sự khổ đau. Còn riêng về ý thức giới thì nên xem như là cái khỉ rừng, vì nó còn ở yên trên đối tượng, hoặc như con ngựa quan vì khó điều phục, hoặc như cây gậy tung lên không sẽ rơi xuống đất bất cứ chỗ nào, hoặc như vị diễn viên trên sân khấu vì đóng giường dây viễn thiện hoặc ác. Thì như vậy ở đây ngày của thất của xã, ngày trình bày chi tiết cận kẽ qua những cái thí dụ để đối đến mười tám giới. Nhưng mà trước tiên là Ngài nói về năm cái bộ ba là 15, 15 giới. Năm bộ ba đó là nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhĩ giới, thinh giới, nhĩ thức giới, tỷ giới, khí giới, tỷ thức giới, thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, thân giới, xúc giới, thân thức giới. Rồi sau cùng là Ngài mới đề cập đến bộ, Ngài đề cập đến ý giới, pháp giới, ý thức giới. Thì ở đây chúng ta nên hiểu tại sao Ngài tách rời ra ý giới là nói riêng, pháp giới là nói riêng, ý thức giới là nói riêng, là tại vì ý giới tức là hai tâm tiếp thu trong cái ngũ môn, hai tâm không có liên quan gì đến thức giới hết, nó không có trợ cho ý thức giới, cho nên là mà tách riêng đơn ra để cái thí dụ ý giới, pháp giới và ý thức giới. Ở trong Thanh Tịnh Đạo nói về cái phần giới, 18 giới chỉ có bấy nhiêu, chúng tôi đã được giải về giới
Khi mà chúng tôi lược giải những điều tóm tắt vậy, quý vị sẽ cho rằng là không hiểu, quá lược giải, quá tóm tắt cho nên không hiểu sâu được. Nhưng mà ở đây đó, giải cặn kẽ tỉ mỉ như ở trong cái bản thanh tịnh đạo, tập thanh tịnh đạo mà ngài Bồ Tát Vô Sáng ngài đại giảng, thì chúng tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta đọc qua nói quá nhiều và đối với những cái chi tiết dẫn đi một hồi thì chúng ta không có biết đường mà chúng ta ra. Chúng ta đã học xong về quẩn, về xứ, về giới. Thay vì chúng ta học về đế, tứ đế, nhưng mà trong thanh tịnh đạo ngày Bồ Tát Sáng ngày lại cho học 22 quyền trước, vì thập nhị quyền trước. Kế đó mới học về bố. Tuần sau chúng ta sẽ học về 22 quyền. Giải về 22 quyền. Quý vị ghi nhớ chưa? Giờ này chúng ta chỉ còn 15 phút, học cũng không tới đâu. Nhưng mà hôm nay chúng tôi cũng bị bọt, cho nên học đến đây thôi. Bây giờ thì xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phước báo cho trời rừng. Nam Mô Bụt Thầy. Vato sapa mangalang rakhan tu sapa de vata sapa buddha na bhavena sada sati pavan tu te vato sapa mangalang rakhan tu sapa de vata sapa dhamma na bhavena sada sati pavan tu te vato sapa mangalang rakhan tu sapa de vata sapa sangha na bhavena sada sati pavan tu te. Tất cả phương pháp hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư Tăng, có sự an lạc thiền viện đến người, cầu xin cho quá của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Dạ đề hoa ta xâm ti vi ha ra hoa si ni thủ pe ga re vô thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa quan tu bu chi ta so thiên ca ron tệ tha vi ha ra măng đa lê thể ra cha mát cha na wa ca cha bit kha vô
sa ra mi ka da na pa ti u pa sa ka ga ma cha de sa ni ga ma cha ik sa ra sa pa na pu ta su ki ta pa wan tu te cha la bu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se na cha ta tha vô pa pa ti ka ni ya ni căn thầm ma qua răng ba tít cha tê sắp bê pi đúc khát sa kha rôn tu sang kha dân tha tu chi răng sa tăng thầm mô thầm ma tha ra cha bút cha la sang khô hô tu sa mắc vô quá a tha ya cha hi ta ya cha âm hê ra khan tu sắc thẩm mô sắp bê pi thẩm ma cha ri nô út thêm sâm pa phu ni ya ma thẩm ma ri ya ba quê đi tê. Và chúng con kính dân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống nick.